Xin tiền cá độ bóng đá. Năm nay xong sênh sắm Tết rồi, cuối năm mọi người trả nợ, thu về cũng khá đây. Nhà anh cả lắc vừa trả nợ này, bà cất đi. Ừ, đưa đây cho tôi. Bà xem nhà ta có còn nợ ai không, để tôi đi trả nợ luôn. Nợ năm nay mà dây dưa sang năm thì không hay lắm. Ông yên tâm, vốn liếng nhà ta dành dụm bao năm đến giờ cũng kha khá. Năm nay đầu tư ăn chắc nên không nợ ai, chỉ có người khác nợ mình mà thôi. Ừ, tốt quá. Tôi đối chiếu sổ nợ thì gần như xong xuôi rồi. Toàn chỗ thân tình, sòng phẳng mà. Mình sòng phẳng với người thì người sòng phẳng với mình, có gì lạ đâu. Mà này, cậu Bắc đã trả nợ nhà ta chưa ý nhỉ? Có mỗi năm xu mà để hết năm này sang năm khác đến chịu. Chưa trả, nhưng có năm xu, lại là anh em, bạn bè thân thiết, tôi cũng không nỡ hỏi. Hay à, đấy, ông xem, chỗ quen biết của ông đấy. Ông liệu mà đi đòi về đi, lâu quá rồi. Ờ, thì có năm xu, lúc nào lấy mà trả được. Năm xu không phải là tiền à? Cái kiểu ở đâu lại thế chứ? Ông lại sợ mất lòng người ta chứ gì? Thật đáng ghét, bực quá đi mất. Thôi được rồi, ông không đi thì tôi đi. Gặp hắn, tôi phải xả vô một trận. Nhà không nhỉ? Bác ơi, bác! Hay thấy mình đến nên trốn nợ rồi. Đã thế mình cứ ngồi đây đợi tới khi nào hắn về. Quá trưa rồi, đói quá, hoa hết cả mắt. Cụ cho cháu xin cốc nước với mấy cái bánh đúc ạ. Mời chị. Đã mất tiền đò, lại tốn tiền ăn thế này thì phải đợi đến chiều, không thể về tay không được. Chị đến nhà em trai tôi có chuyện gì không? Chồng tôi là bạn của cậu Bắc, hôm nay đến hỏi khoản nợ mà cậu ấy mượn của chồng tôi. Ông có biết cậu ta đi đâu không? Cả nhà em tôi đi miền xuôi làm ăn mấy tháng nay rồi. Chú ấy có dặn tôi là nếu có ai đến đòi nợ thì hẹn đến 20 tháng chạp chú ấy về ăn Tết. Chú ấy sẽ qua nhà gửi trả anh chị. 20 tháng chạp cơ à? Vâng, còn gần tháng nữa. Có việc gì lúc ấy bà quay lại vậy. Mệt quá. Sao bà về trễ thế? Có được việc gì không? Thôi, ông đừng có hỏi nữa. Tôi đến mà cả nhà cậu ấy đi làm ăn xa, không có nhà, gặp ông anh trai cậu ấy. Ông ấy bảo đến 20 tháng chạp, cậu ấy về mới qua trả mình được. Coi như đi còng cốc. Chán nhỉ. Thôi bà nghỉ ngơi đi, coi như gặp chuyện xui xẻo vậy. Có năm xu bạc, nợ không đòi được, lại còn mất hai lượt tiền đò với một đĩa bánh đúc, say nắng suýt chết nữa chứ. Bà thấy chưa, lúc nào bà cũng sồn sồn lên đi đòi nợ, không đâu mất tiền, mất sức, lại chuốc bực vào mình. May mà còn được cái hẹn, mấy bữa nữa người ta về, người ta tự mang trả thôi. Thôi thôi, ông đừng nói nữa. Tôi biết tôi hồ đồ rồi, có mấy xu bạc mà mất công mất việc. Anh nông dân thông minh. Ngày xưa, ở làng nọ, có một anh nông dân rất thật thà, chất phác. Anh nghèo đến nỗi không có nhà cửa ruộng vườn, nên phải đi làm thuê cho một phú hộ tham lam bủn xỉn. Anh làm việc rất chăm chỉ, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời xuống núi, nhưng phú hộ cứ khất lần tiền công của anh mãi. Đến tuổi trưởng thành, anh cũng mong muốn sớm có một mảnh đất để cất một mái nhà và để được tự do trồng hái dành dụm tiền cưới vợ. Anh ơi, nghỉ tay ăn trưa đã. Nếu mảnh ruộng này là của anh thì anh định trồng cái gì? Anh định trồng lúa nếp. Đến mùa thu hoạch, anh sẽ đồ một cỗ xôi thật thơm đến xin hỏi cưới em. Trông hạnh phúc quá ha. Nghèo như anh thì cưới vợ về lấy gì mà nuôi vợ đây? Tôi có hai bàn tay này, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho cô ấy một cuộc sống tốt. Anh có biết thế nào là một cuộc sống tốt không mà nói chứ? Tôi không mong muốn được sống trong nhung lụa, cũng không mong một đám cưới mâm cao cổ đầy. Chỉ cần vợ chồng cùng nhau làm lụng, sống hòa thuận hạnh phúc là được rồi. Ôi trời ơi,
Sao cô ngốc nghếch vậy? Không giàu có thì sao mà hòa thuận hạnh phúc được? Rồi cô sẽ không chịu nổi mà bỏ anh ta thôi. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để lo cho cô ấy. Tôi có sức khỏe, không có gì là tôi không làm được. Nói thì hay đấy. Thôi được, ta có ý này. Nếu năm nay anh trồng được cho ta một vụ mùa thật bội thu, thì ta sẽ cho anh một mảnh đất. Đó coi như là tiền công bao năm nay anh đã làm thuê cho ta. Có mảnh đất, anh tha hồ tự trồng trọt cấy cày mà đồ xôi cưới vợ. Còn nếu không làm được thì phải làm thuê cho ta suốt đời. Tưởng gì, nếu chỉ cần trồng được một vụ mùa bội thu thì tôi làm được. Tôi đã trồng trọt cấy cày bao năm nay, tôi đi làm việc ngay đây. Ấy, từ từ đã, ta đã nói hết đâu. Anh phải trồng trọt ở đám rẫy chưa khai hoang trên núi ấy, không phải ở đây. Nhưng thưa ông, nếu bây giờ mới bắt đầu phát rẫy thì không kịp gieo hạt đúng ngày đâu. Mà không gieo hạt đúng ngày thì lúa không thể phát triển được tươi tốt. Sao có thể được một vụ mùa bội thu được ạ? Ta không cần biết, anh làm sao thì làm. Đến đúng vụ thu hoạch, hãy mang đến cho ta những gùi lúa tốt nhất. Nếu không thì đừng mơ đến việc cưới vợ. Em đừng lo, anh lên rẫy làm việc ngay bây giờ đây. Anh sẽ gieo hạt đúng ngày cho em xem. Anh để em giúp anh với nhé. Đôi bàn tay em sẽ cùng anh làm việc, cùng anh xây tổ ấm. Nhưng bây giờ em hãy để anh tự mình vượt qua thử thách này, thì anh mới đủ tự tin và kiêu hãnh để mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này. Giờ chỉ cần rửa thật sắc thì mình có thể phát rẫy trong một ngày. Nhờ chiếc rửa sắc bén và bàn tay khéo léo đã quen với công việc đồng áng, anh nông dân dễ dàng phát hết nửa đám rẫy trong một ngày. Tối rồi, mình nghỉ lấy sức để ngày mai phát hết nửa đám rẫy còn lại, sau đó sẽ nhổ cỏ và làm đất. Thế nào rồi, anh nông dân chăm chỉ? Tôi phát được nửa đám rẫy rồi, chắc sẽ kịp gieo hạt đúng ngày. Cái gì? Nửa đám rẫy ấy ít nhất phải làm nửa tháng, mà anh chỉ mất một ngày đã phát xong ư? Tôi đã bày rửa rất sắc, có chiếc rửa này tôi làm nhanh gấp mấy lần người thường. Chà, ta chưa thấy chiếc rửa nào sắc thế này. Thảo nào, anh có thể cho ta mượn chiếc rửa này một lúc được không? Ta cho đám người làm, nhìn mà mài theo cho sắc. Nhưng ông phải trả sớm để tôi còn kịp phát rẫy vào sáng ngày mai đấy. Được, được, anh yên tâm đi, ta sẽ trả anh ngay khi mặt trời mọc. Mặt trời mọc lâu rồi, sao ông ta còn chưa đưa rửa trả cho mình chứ? Mình phải đợi thôi. Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rửa của anh ngoài vườn. Bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Hả? Gì cơ? Côn trùng ăn mòn được chiếc rửa ư? Có gì mà anh kinh ngạc thế? Chẳng lẽ anh không biết có những loài côn trùng có thể ăn mòn cá rửa ư? Làm gì có chuyện côn trùng ăn mòn cá rửa chứ? Rõ ràng phú hộ giấu rửa của mình để mình phải chịu thua đây mà. Cậy mình thân côi thế côi mà ức hiếp ư? Mình nhất định không bỏ cuộc đâu. Ta không dễ dàng buông tha một người làm thuê giỏi như ta được. Anh nông dân đành tay không mà phát rẫy. Dù tay chân say sát và đau nhức, anh vẫn không nản lòng. Anh làm việc cả ngày cả đêm, không quản mệt nhọc. Tuy đã gắng hết sức, nhưng phải mất hết 10 ngày, anh mới phát rẫy xong và bắt đầu làm cỏ. Nhưng cỏ mọc tốt đến là, nhổ đi rồi qua một đêm sáng mai, đã mọc lại xanh mơn mởn. Nếu cứ thế này, chắc chắn anh sẽ chậm ngày gieo hạt. Nếu thế này thì không được rồi, mình phải nghĩ cách đối phó với phú hộ mới được. Phải rồi. Ông có muốn bò nhà ông Béo ra không? Trên rẫy cỏ mọc tươi tốt lắm, tôi chưa thấy ở đâu có cỏ ngon đến thế. Nếu ông cho bò ra đó ăn thì chúng sẽ béo tốt nhanh lắm đấy. Ý hay đấy. Ta có hai con bò háo ăn lắm, bao nhiêu cỏ cũng không đủ. Giờ được ăn cỏ tốt và nhiều thế thì còn gì bằng. Anh lùa chúng lên đó đi. May quá, hai con bò này sẽ chén sạch đám cỏ trên rẫy của mình trong chớp mắt. Chẳng cần thuê người chăn bò mà bò lại được ăn no, ăn cỏ tươi tốt nữa. Đúng là một công đôi việc. Nhờ có hai con bò ăn cỏ mà anh nông dân rảnh tay làm đất. Chẳng mấy chốc mà đám rẫy đã sạch cỏ, đất cũng vừa tơi xốp, sẵn sàng cho ngày gieo hạt. Không biết phú hộ còn nghĩ ra kế gì nữa để cản trở mình không đây? Chỉ bằng mình đi trước ông ta một bước vậy. Anh nông dân quyết định bán hai con bò của phú hộ cho một người lái buôn để lấy một khoản tiền phòng thân. Nếu có chuyện gì xảy ra, với số tiền này, anh sẽ tìm cách xoay sở giải quyết được. Chờ mãi không thấy anh nông dân đưa bò về trả, phú hộ đích thân lên rẫy tìm anh. Thật tiếc quá, bò của ông được ăn rất nhiều cỏ ngon, chúng đã béo tốt lên. Bỗng nhiên chiều hôm qua, một con cú bay qua cắp bò đi mất. Tôi đuổi theo mà không kịp. Cái gì cơ? Một con cú cắp bò đi mất á? Vâng, nghe nói con cú này sống cùng một nơi với mấy con côn trùng ăn mòn rửa của tôi đấy.
Thật đáng tiếc, mấy người làm kia để quên rượu của anh ngoài vườn, bọn côn trùng đã ăn mòn nó rồi. Người dám... Hắn dám chơi lại mình à? Đừng hòng. Thôi được rồi, ta lên đây cũng muốn báo với anh bọn côn trùng đó cũng ăn hết lúa giống rồi, chẳng còn gì cho anh gieo nữa đâu. Thôi mơ đến vụ mùa bội thu đi nha. Lần này thì anh nông dân không phải lo gì cả. Với số tiền bán bò, anh có thể mua được những bao hạt giống tốt nhất. Điều này thì phú ông không thể lường trước được. Anh gieo hạt đúng ngày đã tính toán, nhờ mưa thuận gió hòa, hợp thời hợp tiết, những hạt giống của anh chẳng mấy chốc đã mọc lên xanh tốt. Vụ mùa năm ấy, đám rẫy hoang đã biến thành cánh đồng vàng ống triểu hạt. Không thửa ruộng nào trong làng bội thu bằng. Phú hộ đành giữ lời hứa, để cho anh một mảnh đất tốt. Anh cất một mái nhà nhỏ, chăm chỉ trồng trọt cấy cày. Vụ mùa đầu tiên trên mảnh đất của chính mình, anh đồ một củ xôi thật thơm đến hỏi cưới cô gái anh yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Củ hành kỳ lạ. Ngày xưa, có một chàng trai nọ sống bằng nghề đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá. Chàng trai bèn nhặt hòn đá lên, ném về phía con quạ. Để đền ơn cứu mạng của anh, tôi tặng anh lọ nước thần này. Ôi, một chú chim thần biết nói ư? Đây là gì vậy? Đây là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không có ai có đâu. Hả? Lọ nước thần làm người trẻ lại ư? Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng chứ. Thôi, cứ treo nó ở đầu giường vậy. Vì nghèo khó nên chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lắm tay bùn nên đen đủi, xấu xí. Một hôm chồng đi cày vắng. Hả? Lọ gì đây nhỉ? Mình chưa thấy chồng mình nhắc về nó bao giờ. Ủa? Thơm quá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng được ngửi mùi nào thơm như vậy. Đã vậy, ta mang nó ra tắm gội, nhất định người ta sẽ thơm phức. Nhất định chồng mình về sẽ ngạc nhiên về mùi thơm của mình. Ôi, thơm quá! Trần đời ta chưa thấy có mùi nào thơm như thế này. Hả? Trời! Chẳng lẽ là mình đây sao? Sao mình lại trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như thế chứ? Mình về rồi ư? Hả? Trời, cô là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Mình là em mà, vợ của mình đây. Cái gì? Vợ tôi? Không phải, vợ tôi không xinh đẹp và trắng trẻo như vậy đâu. Chính nhờ lọ nước tôi tìm thấy ở đầu giường. Ban đầu á, tôi tưởng nó chỉ là một lọ nước thơm nên đem ra tắm. Ai ngờ vừa đổ ra, nước đi đến đâu thì tôi trở nên trắng trẻo và xinh đẹp đến thế đó. Lọ nước thần ư? Vậy ra là lọ nước thần ấy là thật. Nó linh nghiệm vậy sao? Ôi, vợ ta, nàng trở nên thật xinh đẹp. Từ đấy, để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa thích. Chính là tên đã làm ta mất con mồi thối nào. Lần này ta sẽ trả thù. Trả ta bức tranh, con quả đáng ghét kia. Hả? Cái gì vậy? Là một bức tranh thư hoàng thượng. Trời, tuyệt mỹ. Trong ba cung sáu viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng cô gái trong bức tranh này. Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được cô gái trong bức tranh này, mang về cho ta. Dạ. Loa loa, hôm trước ta vô tình nhặt được bức tranh này, của ai thì lên mà nhận lấy. Hả? Trời ơi, bức tranh của ta. Của ta, bức tranh là của ta. Hả? Của ngươi thật sao? Làm sao ngươi chứng minh được đây là bức tranh của ngươi chứ? Đây là bức vẽ vợ của ta, sao ta không nhận ra được? Nếu chứng thực đó là vợ của ngươi, ta sẽ trả bức tranh này. Mau dẫn ta đến gặp vợ ngươi. Được thôi.
Ra đúng là vợ ngươi. Cứu mình ơi, cứu em, mình ơi. Mau trả lại vợ cho ta. Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà lúc nào cũng sầu muộn. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người Ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Ngươi truyền lệnh ta đến khắp thiên hạ, ai làm nàng cười, vui vẻ được, ta sẽ trọng thưởng. Nghe tin này, có nhiều người đua nhau trảy kinh, hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để mong ân thưởng. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò đều vô hiệu. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người chồng nghe tin loan báo cho anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Anh bèn nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một gánh quẩy theo. Hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Người bán hành làm nàng tươi hơn ư? Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nhất định là nhìn những kẻ hành kỳ lạ kia mà nàng cười tươi đến vậy. Đúng rồi, ta sẽ cải trang là người gánh hành để làm vui lòng nàng. Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau, cầm lấy cho ta. Dọc bằng đòn gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trông thật là tức cười. Trời ơi, thì ra trò này làm nàng vui đến vậy. Mình mau mặc ngay áo lông bào vào đi. Lạ thay, người chồng mặc áo lông bào lại giống hệt hoàng thượng, toát lên khí thế của một bậc quân vương. Vừa lúc đó, thị vệ thả đàn chó ra để cho ăn. Những con chó dữ tưởng vua là người lạ liền xồ đến, dồn đuổi nhà vua ra khỏi cung. Nhà vua la hét thanh minh, nhưng quân lính tưởng vua là người bán hành bị điên nên đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta là vua, là vua, thả ta ra. Như vậy liệu có được không? Chàng yên tâm, tên vua đó vốn là một tên bạo chúa và dân chúng đều căm ghét, sẽ không ai biết được bí mật này ngoài ta, chàng và hắn. Từ đó, chàng bán hành ở lại trong cung làm hoàng đế, còn vợ chàng làm hoàng hậu. Vốn bản tính nhân hậu, tốt bụng, chàng đã trở thành một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!